Xuân Long, Kiều Anh xin chào bà con và các bạn. Mời bà con và các bạn theo dõi chương trình 365 ngày chuyển động trên sóng truyền hình Lâm Đồng. Nếu bỏ lỡ khung thời gian phát sóng quen thuộc mỗi ngày, bà con có thể truy cập vào website lamdongtv.vn hoặc trên kênh YouTube Lâm Đồng TV để tìm lại các thông tin đã phát sóng. Còn bây giờ chúng ta cùng điểm qua những thông tin nổi bật sẽ có trong chương trình hôm nay. Chàng trai trẻ khởi nghiệp bằng nghề trồng dâu nuôi tầm. Canh tác cà phê bền vững, hiệu quả từ liên kết sản xuất ở xã Đinh Cư Nớ, huyện Lạc Dương. Nông dân Di Linh nâng cao thu nhập nhờ sản xuất cà phê mật ong. Nông dân xã Romen, Đam Rông thay đổi đời sống từ cây dâu con tằm. Thưa bà con và các bạn, nghề trồng dâu nuôi tằm được đánh giá là có chi phí đầu tư thấp, quay vòng vốn nhanh và tận dụng được nguồn lao động nhàn rỗi. Trồng dâu nuôi tằm là một hướng sản xuất phù hợp với đa số hộ đồng bào dân tộc thiểu số ở địa phương. Thêm vào đó thì đầu ra sản phẩm đang thuận lợi, giá kén ổn định, nghề trồng dâu nuôi tằm đã được người dân và chính quyền nơi đây coi trọng. Tại huyện Bảo Lâm thì nhiều đồng bào dân tộc thiểu số của tỉnh Lâm Đồng tham gia trồng dâu nuôi tằm được đánh giá là mô hình sản xuất phù hợp và mang lại nguồn thu nhập ổn định. Huyện Bảo Lâm hiện có khoảng 400 hecta trồng dâu tằm, tập trung chủ yếu ở các xã Lộc Tân, Lộc Đức, Lộc Thành và Lộc Nam. Hiện nay, giá kén tằm khá ổn định, nghề trồng dâu nuôi tằm đang mang lại hiệu quả kinh tế khá cao cho người dân. Thời gian tới, ngành nông nghiệp Bảo Lâm chú trọng phát triển nghề trồng dâu nuôi tằm tại các xã vùng dân tộc thiểu số như là Lộc Bắc, Lộc Bảo và Lộc Lâm, giúp người dân có thêm thu nhập, phát triển kinh tế gia đình. Tuy nhiên, khó khăn của huyện Bảo Lâm đang gặp phải đó là trên địa bàn huyện chưa có cơ sở cung cấp tằm giống, cơ sở nuôi tằm con và thu mua kén. Những hộ trồng dâu nuôi tằm phải mua giống tằm, bán kén tằm cho các cơ sở doanh nghiệp tại thành phố Bảo Lộc. Không chỉ riêng các địa phương ở Lâm Đồng phát triển mạnh nghề trồng dâu nuôi tằm đâu Xuân Long, mà tại các địa phương lân cận như là Đắk Nông, nghề ăn cơm đứng này cũng đang dần phát triển và trở thành nguồn thu nhập chính của người dân. Điển hình như chàng trai trẻ thế hệ 9X Nguyễn Lê Hùng Tuyên ở Bon Gia Lú B, xã Quán Tân, huyện Tuy Đức, tỉnh Đắk Nông đã mạnh dạn lựa chọn trồng dâu nuôi tằm làm nghề để lập nghiệp, phát triển kinh tế gia đình. Năm 2019, Nguyễn Lê Hùng Tuyên mạnh dạn đầu tư hơn 60 triệu đồng để mua cây giống, trang thiết bị, vật tư phát triển nghề nuôi tằm. Chàng trai trẻ đã phá bỏ hơn 4 sào đất trồng cà phê của gia đình để chuyển sang trồng dâu lấy lá nuôi tằm. Để việc trồng dâu được thuận tiện, Tuyên lắp hệ thống tưới nước tự động, giúp cây dâu luôn đạt trạng thái sinh trưởng tốt, cung cấp đủ thức ăn cho tằm vào mùa khô. Cây dâu khá thích nghi với điều kiện thời tiết thổ nhưỡng trong vùng nên sinh trưởng và phát triển tốt. Sau khi trồng hơn 4 tháng là có thể cho thu hoạch lá. Từ thời gian thử nghiệm ban đầu, đến nay Tuyên đã mở rộng diện tích trồng dâu lên hơn 1 hecta và có 2 nhà nuôi tằm với tổng diện tích hơn 100m². Mỗi đợt, Tuyên nuôi 2 hộp tằm giống với thời gian chỉ khoảng 15 ngày là thu hoạch hơn 1 tạ kén. Tuyên còn tổ chức nuôi gối đầu để đảm bảo có nguồn thu liên tục từ kén, tiết kiệm thời gian. Với giá kén dao động từ 100 đến 150 ngàn đồng một ký, mỗi năm Tuyên có thu nhập khoảng 200 triệu đồng từ việc trồng dâu nuôi tằm. Vẫn là câu chuyện liên kết sản xuất để tạo đầu ra ổn định. Với vùng đồng bào dân tộc thiểu số sinh sống chủ yếu, việc bà con liên kết và áp dụng đồng bộ quy trình canh tác bền vững là một bước tiến mới ở xã Đưng Cờ Nớ, huyện Lạc Dương. Cà phê Đưng Cờ Nớ được xác định là một trong những nguồn nguyên liệu chính có chất lượng của thương hiệu cà phê Lang Biang, hướng tới vùng nguyên liệu sạch nhờ vào điều kiện tự nhiên và không lạm dụng thuốc hóa học. Hiện nay thì cà phê vẫn là cây kinh tế chủ lực của địa phương do đặc thù địa hình nhiều đồi dốc, khó chuyển đổi sang các loại cây trồng khác. Toàn xã Đưng Cờ Nớ, huyện Lạc Dương có hơn 800 hecta cà phê, chủ yếu của bà con đồng bào dân tộc thiểu số. Đến tháng 6 năm 2021, đã có gần 700 hecta được thực hiện mô hình liên kết sản xuất, tương đương trên 80% diện tích. Trong đó có gần 45 hecta của 42 hộ tham gia mô hình sản xuất cà phê bền vững. Sau 3 năm tham gia mô hình liên kết, nhờ được chuyển giao khoa học kỹ thuật về ghép cải tạo giống, chăm sóc, bón phân và tỉa cành, nên năng suất cà phê tăng cao hơn trước 10% trên cùng diện tích. Sản phẩm đầu ra được công ty thu mua cao hơn thị trường từ 1 tới 2 ngàn đồng một ký, nên thu nhập của bà con cũng được nâng lên. Hiện chính quyền xã Đưng Cờ Nớ đang khuyến khích người dân tiếp tục gia nhập chuỗi liên kết sản xuất cà phê, tiến tới 100% diện tích cà phê trên địa bàn xã đều được sản xuất theo mô hình liên kết chuỗi. Đây là giải pháp hiệu quả không chỉ giúp đầu ra sản phẩm ổn định hơn, giá cao hơn, mà quan trọng hơn là người dân còn được chuyển giao khoa học kỹ thuật, vốn đầu tư, từ đó hướng đến xây dựng phát triển trồng cà phê chất lượng cao và bền vững. Xuân Long này, theo Xuân Long thì vườn cà phê mà chúng ta đang nhìn thấy đây có gì khác biệt so với những vườn khác không?
Xuân Long nhìn thì cảm thấy cũng không có gì khác biệt, nhưng vườn này thì có vẻ rất là xanh tốt và xum xuê đúng không Kiều Anh? Vâng, đúng như vậy, Xuân Long quả là rất tinh mắt. Bởi vì những cây cà phê ở đây được canh tác theo hướng hữu cơ và chế biến theo phương pháp mật ong. Canh tác và chế biến theo cách này không những nâng cao năng suất lên đến 20% so với thông thường, mà giá trị hạt cà phê cũng tăng cao từ 9 đến 10.000 đồng một ký so với mặt bằng chung. Nhà nông Đoàn Trọng Lực ở xã Hòa Nam, huyện Di Linh là một trong những nông hộ thành công trong việc canh tác cà phê theo quy trình này. Với hơn 2 hecta cà phê canh tác trên 20 năm, nếu như trước kia giá trị cà phê không cao, thì từ khi chuyển sang quy trình canh tác bền vững, thu hái và bảo quản theo phương pháp mật ong, giá trị cây cà phê trên vườn của anh đã tăng lên đáng kể. Không chỉ vượt 20% về năng suất, mà giá bán sản phẩm so với thị trường cũng cao hơn hẳn. Từ chỗ chỉ có một hộ tham gia vào quy trình sản xuất và đạt được những thành quả cao, từ đó bà con trong vùng đã mạnh dạn đi theo. Đến nay thì hơn 50 hộ tham gia vào chuỗi liên kết với những cam kết đảm bảo trong quy trình sản xuất như sử dụng phân bón hữu cơ, thuốc sinh học, không dùng thuốc diệt cỏ, thu hái chín đúng độ, phơi đúng quy trình. Toàn bộ sản phẩm cà phê làm ra đều được công ty Tám Trình thu mua với giá cao hơn thị trường từ 8 đến 10.000 đồng. Theo nhiều bà con nông dân thì việc canh tác, thu hái và phơi như thế này không vất vả hơn so với trước kia, nhưng thu lại được những giá trị to lớn hơn. Liên kết với các công ty thu mua chế biến cà phê trên địa bàn, bà con còn được đảm bảo đầu ra ổn định với giá cao cho những quả cà phê của mình. Không chỉ Lâm Đồng chú trọng đến canh tác hữu cơ, cùng với các địa phương, thời gian qua thì Đà Nẵng đã và đang hướng đến việc phát triển nền nông nghiệp hữu cơ, tạo ra những sản phẩm nông nghiệp sạch, an toàn, thân thiện với môi trường. Nhờ sự định hướng và hỗ trợ của ngành chức năng, một số mô hình sản xuất bước đầu đã đạt được kết quả tích cực. Đây là cơ sở để Đà Nẵng xây dựng nền nông nghiệp chất lượng cao gắn với việc phát triển những sản phẩm OCOP của địa phương. Sản xuất rau an toàn theo tiêu chuẩn Việt Gáp đã lâu. Hơn một năm nay, bà Huỳnh Thị Trực chuyển một phần diện tích trồng rau của gia đình theo hướng hữu cơ. Mặc dù quy trình chăm sóc tốn nhiều công sức, nhưng bù lại giá trị sản phẩm cao hơn rau canh tác truyền thống, nên bà đã quyết định mở rộng sản xuất theo hướng thân thiện với môi trường này. Nhờ sự định hướng và hỗ trợ của các ngành chức năng, đến nay một số mô hình sản xuất nông nghiệp theo hướng hữu cơ tại Đà Nẵng đã đạt được những kết quả đáng khích lệ. Đây được coi là tiền đề để địa phương xây dựng nền nông nghiệp chất lượng cao gắn với việc phát triển những sản phẩm đặc thù của địa phương. Hiện Đà Nẵng đã có những phương án quy hoạch bảo vệ đất đai, nguồn nước tại các vùng sản xuất nông nghiệp theo hướng hữu cơ. Bên cạnh việc thu hút đầu tư vào lĩnh vực này, địa phương sẽ tiếp tục hỗ trợ người dân ứng dụng khoa học kỹ thuật vào sản xuất cũng như liên kết với các nhà phân phối để tạo đầu ra ổn định cho sản phẩm. Thưa quý vị và bà con, ngày nay các thông tin khoa học kỹ thuật trên mạng Internet rất phổ biến và với người đam mê nông nghiệp, tất nhiên là việc tìm kiếm thông tin trên mạng là không thể thiếu. Chị Trần Thị Dân ở thôn Lương Hà, xã Ia Blứ, huyện Chư Bư của tỉnh Gia Lai là một điển hình. Thay vì đến các trung tâm hay các trại nấm để học nghề, chị lại thành công bằng việc học trồng nấm qua mạng Internet. Chị đang là điển hình kinh tế tại địa phương với nguồn thu hàng trăm triệu đồng mỗi năm. Được biết, trước khi trồng nấm, chị Dơn cũng đã làm qua khá nhiều mô hình khác nhau như trồng tiêu, nuôi tắc kè, v.v. Tuy nhiên đều không hiệu quả. Thấy mô hình trồng nấm mang lại nguồn thu khá cao trên TV, chị quyết định tìm hiểu và làm theo. Mất 2 năm kiên trì tìm hiểu cách trồng nấm từ các trang mạng, đặc biệt là cách trồng nấm tự nhiên từ mụn cưa, từ thân gỗ và trải qua không ít thất bại, vợ chồng anh chị mới gặt hái được thành công. Trồng nấm không tốn nhiều diện tích bởi các bao nấm được xếp chồng lên nhau và nấm chỉ phát triển tại vị trí cổ bịch. Mỗi ngày chỉ cần tưới giữ ẩm 3 lần, tùy theo độ ẩm không khí và duy trì ánh sáng trong trại nấm. Đặc biệt với nấm linh chi, trước khi thu hái xong khoảng 1 tháng, phải ngừng phun tưới để giữ nguyên bào tử trên nấm, bảo đảm được dược tính cao nhất khi đến tay người tiêu dùng. Kể cả bán bịch phôi và bán nấm linh chi thương phẩm. Sau khi khấu trừ hết các chi phí, mỗi năm anh chị thu vào gần 200 triệu đồng trên diện tích khoảng 400m². Thưa bà con và các bạn, thực hiện chương trình Mục tiêu Quốc gia giảm nghèo nhanh và bền vững, thời gian qua, huyện Đam Rông đã triển khai nhiều chương trình đề án lựa chọn một số cây trồng có giá trị kinh tế cao để phát triển, trong đó có cây dâu tằm. Không chỉ khai thác tiềm năng thế mạnh về đất đai, nâng cao giá trị trên đơn vị diện tích mà từ những mô hình trồng này còn từng bước thay đổi tư duy trong sản xuất của người dân, giúp họ có thêm điều kiện và động lực để vươn lên trong cuộc sống. Mời bà con cùng đến với Hợp tác xã Dâu Tằm Roman ngay sau đây. Chị Zucra Hờ Nghiêm, người dân tộc Mơ Nông ở thôn 2 xã Roman, huyện Đam Rông, là một trong số những người tiên phong tại đây trồng dâu nuôi tằm để phát triển kinh tế gia đình. Trước kia gia đình chị cũng như nhiều bà con trong vùng độc canh cây lúa, chuyển qua trồng dâu nuôi tằm cũng gặp khá nhiều khó khăn vì kỹ thuật mới. Tuy nhiên chị cùng gia đình quyết tâm thay đổi, học hỏi kinh nghiệm từ sách báo, áp dụng quy trình kỹ thuật trồng dâu nuôi tằm do cán bộ khuyến nông hướng dẫn. Nên sau một thời gian triển khai mô hình trồng dâu nuôi tằm, hiệu quả kinh tế đạt khá cao. Chị Hờ Nghiêm cho biết, chăn nuôi tầm, thời gian thu hoạch ngắn,
Mỗi tháng gia đình chị nuôi từ 1 đến 2 lứa. Trừ chi phí, mỗi năm gia đình thu lãi từ 50 đến 70 triệu đồng. Mình nuôi nó dễ hơn, ví dụ như mình làm cà phê là nó vất vả hơn, mình nuôi tằm thì nó dễ hơn. Là mình chăm sóc lá rồi mình bỏ phân. Ví dụ mình bỏ phân thì mình chỉ bỏ phân rẻ tiền. Không phải như mình bỏ cà phê thì mình bỏ phân đắt tiền đấy. Ví dụ như là một bao SA là bố bỏ nó hết vườn dâu luôn. Chị Hờ Nghiêm không phải là người duy nhất trong thôn chuyển sang trồng dâu nuôi tằm. Trên địa bàn xã Roman, hiện người dân cũng đang không làm nhỏ lẻ nữa mà tập trung xây dựng hợp tác xã dâu tằm Roman. Bước đầu có hơn 30 thành viên cùng liên kết. Trước đây bà con Roman nuôi tằm muốn bán phải mang ra đến Lâm Hà, cách xa vài chục km, thì nay bà con có thể bán ngay tại chỗ với giá bán không chênh lệch so với thị trường. So sánh với cà phê thì là nuôi tằm là đắt hơn. Và cũng được kiếm hàng tháng rồi mua muối mâm rồi hay là thuốc men con cháu thế muộn như thế. Cái kén thì từ lúc có hợp tác xã thì mất năm vừa rồi đây thì nó dịch thì mình không nói rồi. Nhưng mà sang cái năm nay là thấy giá nó cũng ổn định. Nói chung ví dụ như mình ở đây thì bán hợp tác thì kiểu gì thì cũng phải chênh lệch, mình bán ngoài ngày kia ví dụ là 1-2 phẩy gì đấy thì mình mất công đi, nhưng mà mình đây mình bán tại nhà luôn đấy thì nó cũng đỡ được cho mình. Được biết sau hơn 3 năm triển khai đề án phát triển cây dâu tằm, đến nay huyện Đam Rông đã phát triển trên 425 hectare trồng dâu. Qua đánh giá, cây dâu khá phù hợp với điều kiện khí hậu thổ nhưỡng của địa phương. Ngoài ra, trồng dâu nuôi tằm có vốn đầu tư thấp, dễ thực hiện, thời gian cho thu hoạch ngắn và phù hợp với đại đa số các hộ nghèo, hộ còn nhiều khó khăn. Vì vậy mà đến nay, nhiều hộ dân đã lựa chọn cây dâu con tằm để phát triển kinh tế hộ gia đình. Đối với cái cây dâu tằm thì hiện nay đang phát triển rất là mạnh. Địa phương cũng đã có nhiều hướng dẫn và cũng đã vận động bà con, đặc biệt là vùng đồng bào dân tộc thiểu số, là để chuyển đổi các cái diện tích từ các loại cây trồng kém hiệu quả như là diện tích trồng lúa, trồng bắp ở ven sông, ven suối để phát triển. Và đến nay thì diện tích trồng dâu nuôi tằm trên địa bàn huyện Đam Rông là đạt được 425 hectare. Và hiện tại thì chính quyền địa phương cũng đang tiếp tục vận động các hộ dân là tiếp tục chuyển đổi các cái diện tích mà cây trồng kém hiệu quả sang trồng cái chuyển đổi sang trồng dâu nuôi tằm. Cái việc phát triển chuyển đổi trồng dâu nuôi tằm thì những năm gần đây đã cho thấy những cái tín hiệu tốt và nó đã trở thành cái hướng đi mới giúp cho đặc biệt là những cái hộ đồng bào dân tộc thiểu số làm ăn xóa đói giảm nghèo và có cho thu nhập tốt, thu nhập cao gấp 2 đến 3 lần so với trồng các cái diện tích cây trồng trước đây. Là một trong 62 huyện nghèo của cả nước với trên 73% đồng bào dân tộc thiểu số, đời sống của người dân chủ yếu dựa vào sản xuất nông nghiệp. Những năm gần đây, kinh tế xã hội của huyện Đam Rông có nhiều khởi sắc. Tuy nhiên, vẫn còn một bộ phận người dân vùng dân tộc, vùng sâu, vùng xa vẫn còn nhiều khó khăn do phương thức canh tác lạc hậu. Do đó, việc lựa chọn những cây trồng vật nuôi phù hợp làm mô hình để nhân rộng không chỉ giúp triển khai các chương trình, đề án đến người dân mang tính thực tiễn cao mà còn dần thay đổi tư duy, nhận thức giúp các hộ nghèo, hộ khó khăn tự mình phát triển kinh tế, vươn lên thoát nghèo. Chính cây dâu tằm là một trong những cây trồng đáp ứng được sự kỳ vọng đó. Hiệu quả từ cây dâu con tằm trong phóng sự vừa rồi đã khép lại chương trình hôm nay. Quý vị và bà con mong muốn tìm hiểu các phương pháp canh tác mới, cách làm hay, có thể liên hệ với chương trình để chia sẻ thông qua địa chỉ email 365 ngày chuyển động ltv@gmail.com hoặc số điện thoại 02633 829 930. Còn bây giờ thì Xuân Long và Kiều Anh xin chào tạm biệt. Hẹn gặp lại bà con và các bạn trong các chương trình sau.